chào tất cả mọi người, mình là Nông Huyền Trang và chào mừng các bạn đã đến với bản tin số 08 của VSEP. Vừa qua, vòng sơ khảo các cuộc thi thuộc khuôn khổ Ngày hội Sinh viên Tình nguyện năm 2023 đã diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Đội sinh viên tình nguyện Viện Vật lý Kỹ thuật đã xuất sắc tiến vào vòng chung kết với cả hai cuộc thi truyền thông và văn nghệ. Đây cũng là một dấu mốc rất là quan trọng trong nhiều năm tham gia hoạt động thì cả văn nghệ và truyền thông của VSEP tiến vào vòng chung kết với một kết quả khá là cao. Đây cũng là một niềm vui, cũng là một dấu mốc rất quan trọng để đón chào tuổi 20 của VSEP. Mặc dù ngày sơ khảo Flatmode đã qua nhưng ngay tại đây và ngay tại thời điểm hiện tại thì mình vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của ngày hôm ấy. Chào bạn, là một thành viên đã tham gia vào tiết mục nhảy sơ khảo Flatmode thì không biết là bạn có thể chia sẻ một chút về cảm nhận của bạn về ngày hôm ấy không ạ? Thì hôm đấy thời tiết khá là nắng nóng, chắc hẳn ai cũng sẽ rất là mệt mỏi nhưng mà cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa trong lòng chúng mình. Hôm đấy khi bọn mình tham gia tiết mục nhảy, ngay khi tiếng nhạc cất lên thì trong lòng mình thì có tiếng nói như kiểu đã đến lúc rồi. Lúc đấy mình và đồng đội của mình đã bùng cháy hết mình trên sân khấu, thể hiện cho mọi người thấy được cái sự nỗ lực của bọn mình và cũng nói cho mọi người biết là dù có khó khăn nào thì chúng mình cũng sẽ vượt qua. Và không phụ lòng của chúng mình thì chúng mình đã được nhất bảng D. Và điều đó đã đưa chúng mình vào chung kết của Flatmode Ngày hội sinh viên tình nguyện 2023. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn. Và mình cũng xin chúc bạn và toàn thể team văn nghệ cũng như là VSEP sẽ thể hiện và sẽ cháy hết mình hơn nữa trong chung kết Flatmode Ngày hội sinh viên tình nguyện năm 2023 ngày 9 tháng 7 nhé. Mình cảm ơn ạ. Trong gần 20 đội thi tham gia trong vòng sơ khảo và là một trong 5 đội thi sẽ tiến vào vòng chung kết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng phỏng vấn anh Nguyễn Công Danh, trưởng ban truyền thông của đội sinh viên tình nguyện Viện Vật lý Kỹ thuật, xem anh sẽ có cảm nhận như thế nào khi mà team truyền thông của VSEP đạt được thứ hạng cao như vậy nhé. Em chào anh. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chúc mừng đến team truyền thông khi mà đã đạt được những kết quả rất là cao trong vòng sơ khảo truyền thông vừa rồi. Và không biết là anh có thể chia sẻ một chút cảm nhận của anh khi mà team truyền thông đạt được kết quả cao như thế không ạ? Thì thực ra là vòng sơ khảo thì mình có một chút khá là bất ngờ, vì là vòng sơ khảo đáng lẽ là chúng ta tính điểm bằng vote, vote tinh hoàn toàn 100%. Thì mới đầu thì mình cùng với anh Long, anh Lộc cũng nghĩ với nhau rằng là khả năng vòng một sơ khảo được hơi khó, vì là đối với các đội khác thì họ rất là đông đúc về nhân sự, so với đội mình thì đội mình cũng khá bé. Thế mà tính vào voting thì khả năng vào đội mình rất là thấp, thậm chí là anh em nói nhau khả năng mình như no hope mất rồi. Bởi vì cái nhân lực đội mình rõ ràng là quá nhỏ bé so với người ta, và hơn nữa nó chỉ lấy có 6 đội trên gần 20 đội, là sức cạnh tranh là 1-1 đối với 4. Thì anh nghĩ là cái cuộc tham gia truyền thông này là cuộc chiến của toàn đội, không phải riêng ban truyền thông nữa. Nên là hy vọng ngày 9 tháng 7 này chúng ta nhận được tin thật tốt để biết đâu là một cái dấu ấn gì đặc biệt đó trong sắp tới là 25 thành lập đội mà ban truyền thông ta mang lại cho đội. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đạt được kết quả cao nhất. Trong cuộc sống thì đôi khi là mình cũng sẽ phải thử thách bản thân. Khi mà mình chưa làm thì mình sẽ không biết là năng lực hoặc là bản thân mình sẽ có thể đạt được đến mức độ nào. Thì em cũng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Và em
chúc anh cũng như là chúc team truyền thông của Vsep sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa và sẽ luôn và sẽ đạt được thành tích tốt trong vòng chung kết lần này. Và chúng ta sẽ như câu nói của chúng ta vậy, chúng chính là lửa trong tim, lửa trong tôi, lửa của Vsep giữ mãi trong tim. Dạ vâng, cảm ơn anh. Như các bạn đã thấy, những ngày qua quả thật không dễ dàng gì, nhưng mà mình tin rằng những khó khăn ấy sẽ không thể nào mà dập tắt được ngọn lửa đam mê cháy trong mỗi cá nhân. Chúng ta hãy cùng cố gắng bước về phía trước, có rất nhiều điều đang chờ đón chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin số 08 của Vsep. Mình là Nông Huyền Trang. Hẹn các bạn ở những bản tin tiếp theo.